Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, từ ngày 14 tháng 7, các loại phương tiện được di chuyển trên cầu vượt đường 2 tháng 9 tại nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Hiện các đơn vị thi công tổ chức cắm biển báo, phân luồng đảm bảo giao thông trong phạm vi thi công giai đoạn 3, công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Để đảm bảo thi công các hạng mục còn lại của hầm chui trên đường Duy Tân, Trần Thị Lý và các đường gom trên đường 2 tháng 9, thi công hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến vỉa hè đường gom bên trái tuyến và hoàn thiện đường gom bên phải tuyến. Từ ngày 14 tháng 7 cho phép các phương tiện lưu thông trên cầu vượt đường 2 tháng 9 và tổ chức lưu thông hai chiều đường phía sau trung tâm hội nghị tiệc cưới quận Hải Châu. Thì hiện tại các đơn vị thi công đang nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo giao thông, bao gồm sơn làn đường và các hạng mục chiếu sáng, cả đường, các biển báo dẫn hướng, hướng dẫn giao thông và phân luồng giao thông, để đảm bảo rằng ngày 14 là lưu thông chính qua trục 29 được đảm bảo an toàn. Theo đó, đóng nút giao đường Duy Tân, đường Núi Thành, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông 24/24 giờ trên đường Núi Thành, đoạn từ Núi Thành đến đường 2 tháng 9, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông 24/24 giờ, chỉ cho phép lưu thông nội bộ trên đường tạm dọc hai bên vỉa hè. Sau khi giải quyết được nút thắt giao thông cầu vượt qua Trần Thị Lý, thì tất cả nhà thầu thi công hầm sẽ tập trung làm hầm xuyên qua cầu, và trong thời gian đó thì lưu thông qua Duy Tân sẽ là đóng lại để tập trung làm một cái đợt các cái đột hầm xuyên qua cầu và sẽ kết nối từ đường Núi Thành về đến các đột hầm đã làm đường 29 là trong cuối năm nay sẽ lưu thông. Công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được khởi công từ ngày 29 tháng 3 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là công trình giao thông khác mức 3 tầng gồm cầu vượt, đảo xuyến và hầm chui. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng điều hành dự án.